Trong ngày 15 tháng 2, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện thông tin những vụ cháy tại các tỉnh thành trong nước. Trong đó, trường hợp cháy ở cửa hàng giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh khiến hai mẹ con chết thảm. Theo thông tin từ báo điện tử Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 1 giờ sáng ngày 15 tháng 2, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra ở chợ đêm, thị xã Đồng Xoài, khu phố Phú Thành, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ban đầu, một số người dân sống xung quanh khu vực chợ đêm Đồng Xoài bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh, kèm theo đó là tiếng đập cửa phát ra từ cửa hàng giày dép Thủy Trinh do chị Nguyễn Thị Thủy làm chủ. Sau đó khoảng 5 phút cậy cửa, người dân và một số nhân viên cửa hàng cứu thoát được anh Tâm là chồng của chị Thủy và cô con gái Kiều Trinh. Riêng chị Thủy và bé Thế Long 6 tuổi là con trai của chị bị kẹt sâu phía sau nên mọi người dù tìm mọi cách cũng không thể tiếp cận để cứu hai mẹ con ra ngoài được. Do ngọn lửa phát ra quá lớn, nơi xảy ra cháy lại là cửa hàng giày dép, có nhiều vật dụng bắt lửa dễ cháy nên dù lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đập phá tường tiếp cận được vào phía bên hông phòng ngủ, nhưng hai mẹ con chị Thủy đã bị lửa thiêu tử vong từ trước. Thông tin ban đầu xác định nguyên nhân vụ cháy rất có thể là do chập điện. Vụ cháy đã làm thiêu trụi hoàn toàn cửa hàng này, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Một nam nhân viên của cửa hàng cũng bị bỏng khi xông vào cứu bà chủ. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ sự việc. Cùng ngày 15 tháng 2, khoảng 15 giờ chiều, một ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội cũng đã bốc cháy dữ dội khiến một người chết. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tầng 2 của một căn nhà 3 tầng ở số 15 phố Nhà Hỏa, Hà Nội. Đám cháy nhanh chóng lan sang hai nhà cạnh đó là số 38 và 40 phố Bắc Đàn. Cột khói đen bốc cao nghi ngút bao trùm cả một đoạn phố. Một số nhân chứng cho biết gia đình nhà số 15 phố Nhà Hỏa này làm nghề bốc thuốc đông y. Tại thời điểm cháy có hai mẹ con, người mẹ đã cao tuổi, sau đó đã tử vong vì bị kẹt trong đám cháy. Hàng chục lính cứu hỏa cùng 5 xe chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường và phải mất hơn 1 tiếng khống chế ngọn lửa. Một nhân viên cứu hỏa phường Cửa Đông cũng đã bị ngạt khói và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa, phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Liên tiếp các vụ cháy đã xảy ra vào ngày 15 tháng 2. Vào ngày này, ở tỉnh Quảng Nam, căn nhà của ông Phạm Nhường, 59 tuổi, bị cháy tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Tại hiện trường, trần nhà bị cháy đen, nhiều vật dụng có giá trị trong nhà cũng bị ngọn lửa thiêu trụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 15 tháng 2, một vụ cháy nhà dân khác đã xảy ra ở khu phố cổ Hội An vào lúc 5 giờ 30 sáng. Lúc này, người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ ngôi nhà cổ số 95, đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố Hội An. Người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng và phá cửa xông vào dập lửa. Một lúc sau, đám cháy được dập tắt. Nhờ phát hiện kịp thời nên đám cháy chỉ gây thiệt hại nhẹ ở quầy pha chế cà phê. Riêng khu vực nhà cổ vẫn an toàn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ. Cuộc sống của cựu đại úy công an sau 10 năm bị chồng tạt axit. 10 năm về trước, chị là một người tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên chỉ vì cơn cuồng ghen của người chồng cùng ngành, chị phải đón nhận một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Ca axit của người chồng đã làm tổn hại 90% cơ thể của chị, mắt bên trái và hai vành tai bị hỏng hoàn toàn. Những tưởng những điều đó sẽ đánh gục chị, nhưng bằng nghị lực tuyệt vời, chị đã vượt qua tất cả để vươn lên và sống cuộc sống vui vẻ bên hai đứa con nhỏ. Chúng tôi tìm đến nhà của chị Nguyễn Việt Hoa Trinh, là cựu đại úy cảnh sát quản lý hành chính công an tỉnh Vĩnh Long, 37 tuổi, hiện đang ngụ ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ bị chồng tạt axit gây chấn động dư luận nhiều năm về trước. Trước mặt chúng tôi là người phụ nữ có khuôn mặt đã biến dạng vì bị chất axit tàn phá. Tuy nhiên, thái độ niềm nở và nụ cười luôn thường trực trên môi của chị khiến phút xa lạ ban đầu dần tan biến. Theo lời của chị, mọi việc diễn ra đã lâu, vào năm 2006, và cũng không có gì vui vẻ để nhắc đến.
Tuy nhiên, những khó khăn mà chị phải trải qua trong thời gian đó vẫn in sâu trong tâm trí của chị. Sau tai nạn, chị phải vật lộn với hàng trăm ca phẫu thuật phục hồi chức năng. Chất axit tàn phá gần 90% cơ thể. Mắt trái bị hỏng hoàn toàn, thị lực mắt phải chỉ còn 8 trên 10. Bên cạnh đó, hai vành tai cũng đã bị hỏng. Chị hồi tưởng, lúc mới nhập viện, tôi không nghĩ mình còn sống sót vì vết thương trên người quá nặng. Tuy vậy, tôi không hề có chút suy nghĩ bi quan nào, mà phải cố gắng nỗ lực để giành lấy sự sống. Đến khi các bác sĩ bảo là không nguy hiểm đến tính mạng, tôi mới thấy mình may mắn hơn nhiều so với những người cùng cảnh ngộ. Hơn 2 tháng ở bệnh viện là khoảng thời gian chị phải đấu tranh với chính mình. Từ một người xinh đẹp bỗng chốc trở nên xấu xí, đối với một người phụ nữ mà nói, đó là điều khó ai chấp nhận được. Nhưng với chị, bấy nhiêu là chưa đủ để đánh gục ý chí của mình. Từng phút từng ngày, chị phải tự nhủ, vượt qua hết tất cả. Đầu tiên là phải tiếp tục sống, sau đó là dần quen với tình cảnh hiện tại. Trước khi sự việc xảy ra, người chồng hăm dọa sẽ cho chị thân tàn ma dại để không dám ra đường tiếp xúc với ai. Và rồi, lời hăm dọa đó đã trở thành sự thật. Nhưng anh ấy đã nhầm, tôi vẫn sống, vẫn vui vẻ giao tiếp với tất cả mọi người. Điều đó để chứng minh rằng tôi không làm gì sai và không phải sợ tiếng đời sầm xì bàn tán. Chị nói với vẻ cương quyết. Vì thế hiện tại chị vẫn sống rất vui vẻ, không hề ngại tiếp xúc với bất kỳ người nào. Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, chị tham gia câu lạc bộ cầu lông ở địa phương. Hầu như ngày nào chị cũng ra sân luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Ban đầu, chị cũng thấy mặc cảm về gương mặt của mình. Bên cạnh đó, nhiều người cũng ngại tiếp xúc với chị. Không phải họ kỳ thị gì, chỉ vì thấy tôi như vậy, sợ rằng tôi sẽ tự ái, nên mọi người ít tiếp xúc trò chuyện. Phải mất hơn 1 tháng, tôi mới làm quen dần và có khá nhiều bạn bè thân thiết ở đó. Chị Trinh cho biết. Sau nhiều ngày nằm viện, chị trở về nhà. Nỗi đau đớn đầu tiên mà chị Trinh nhận được là hai người con không nhìn ra đó là mẹ mình. Ngược lại, còn hoảng hốt trước dung mạo của người phụ nữ trước mặt. Tuy nhiên, khi được ông bà ngoại cho biết đó là mẹ, các con của chị òa khóc nức nở và chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Dần dà các con của chị cũng dần quen với gương mặt của mẹ mình. Điều làm chị vui mừng khôn xiết là hai đứa con không lấy làm mặc cảm về gương mặt của mẹ mỗi khi bạn bè hỏi đến. Chị Trinh tươi cười nói, ngày nào hai đứa nó cũng bảo tôi đến trường đón, vì tôi đi lại khó khăn nên chỉ khi nào ông bà ngoại bận không đi được, tôi mới tự mình đi đón con về. Nhưng khi tôi không đi được là y như rằng vừa về đến cửa, hai đứa lại chí chóe, mẹ ơi, mẹ ơi. Theo lời chị, các con là động lực lớn nhất để chị cố vượt qua thời điểm tưởng chừng như không thể. Chị nghĩ cha của các em phải chịu sự chế tài của pháp luật về hành vi mà anh đã gây ra. Nếu chị buông xuôi nghĩ quẩn, ai sẽ là người lo lắng cho hai con trong khoảng thời gian còn lại? Hiểu được tấm lòng của mẹ, hai em Phan Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 2001 và Phan Anh Khôi sinh năm 2003 luôn ra sức học hành và luôn vâng lời chị. Từ thuở Huỳnh Anh và anh Khôi còn nhỏ, chị không hề giấu giếm chuyện của cha mẹ mà kể hết cho các con nghe. Biết rằng chồng mình là người làm sai, nhưng chị không một lời oán trách và luôn truyền tải ý nghĩ đó cho các con, không để chúng có ý nghĩ không tốt về cha mình. Dẫu vậy, các con của chị không một lần đến thăm người cha trong suốt 10 năm dài thụ án. Người chồng chịu án 19 năm tù giam. Lớn hơn một chút, chị Trinh còn bảo hai đứa con nên đến thăm cha, nhưng hai em vẫn không đồng ý. Hiện tại, sau khi sự việc diễn ra, chị cùng hai con đã dọn về ở hẳn nơi nhà cha mẹ ruột. Mặc dù còn khó khăn trong vấn đề điều khiển hai tay, nhưng chị vẫn cố gắng tìm công việc để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho việc học của hai con. Chị Trinh đang nuôi hơn 100 con gà kiểng, công việc này cũng mang lại chút thu nhập cho chị. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, chị còn tập thêu tranh, đăng lên để giết thời gian. Chị bảo không muốn nghỉ tay một phút nào, như thế sẽ làm chị vô cùng chán nản. Với lại, di chứng của vết thương vẫn chưa dứt, gây đau nhức liên tục, nên mỗi khi làm việc sẽ làm chị quên đi phần nào. Chị Trinh cho biết thêm, cuộc hôn nhân của chị và người chồng có nhiều điều không như mong muốn.
Trong quá trình ly thân, nhiều lần người chồng gợi ý hòa hợp nhưng cảm thấy khó có thể tiếp tục chung sống trong cùng một mái nhà nên chỉ nhất quyết cự tuyệt. Không được như mong muốn, người chồng nhiều lần đe dọa dùng xe tải tông chết cả ba mẹ con chị. Linh cảm có điều không may, chị đã đi chụp sẵn một vài tấm ảnh để phòng khi có biến cố xảy đến, còn có ảnh để mà dùng. Cuối buổi trò chuyện, chị Trinh chia sẻ, thời gian trôi qua đã lâu, đáng lý ra tôi cũng không muốn nhắc lại. Tuy nhiên trong khoảng thời gian nằm viện, tôi thấy nhiều người cùng chung cảnh ngộ như mình. Hầu như tất cả đều có tư tưởng buông xuôi, có nhiều ý nghĩ bi quan. Tôi mong muốn chia sẻ hoàn cảnh của mình để mọi người biết và mong rằng những ai có hoàn cảnh giống mình cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên mà sống vui, sống khỏe. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hậu cho biết, vụ việc chị Trinh bị chồng tạt axit nhiều năm về trước là có thật. Theo tôi được biết, hiện tại chị Trinh đã vượt qua những khó khăn và có quan hệ rất tốt với những người xung quanh. Nghị lực vươn lên của chị là điều đáng trân trọng, không phải ai cũng đủ can đảm để làm được. Có thể nói, chị là tấm gương để những người có hoàn cảnh tương tự noi theo.